Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh xin trân trọng giới thiệu sản phẩm TKSM2 cải tạo đất, giải quyết ngộ độc hữu cơ, cải tạo đất qua nhiều vụ thâm canh, hạ phèn, giảm lân, giảm đạm, giúp tiết kiệm chi phí. TKSM2 có khả năng cải tạo đất chai cứng, bạc màu và cung cấp dinh dưỡng trong thời gian ngắn nhờ tập đoàn vi sinh vật có ích như vi sinh vật, phân hủy hữu cơ, lưu lo xe, chất xơ như rơm rạ, cỏ rác, v.v. tạo mùn cho đất. Vi sinh vật chuyển hóa kali, phân giải lân khó tan vốn sẵn có trong đất, giúp cây trồng hấp thu dễ dàng hơn. TKSM2 giải quyết ngộ độc hữu cơ, rễ phát triển dài và sâu, hấp thụ được nhiều dinh dưỡng, tăng khả năng chịu hạn, chịu úng tốt hơn. Ngăn ngừa tối đa bệnh van lá, héo dây, thối rễ trên cây lúa, dưa, bầu bí, v.v. giảm tỷ lệ chết cây con. TKSM2 hạ phèn nhanh chóng, cải tạo độ chua, ổn định pH. Hướng dẫn sử dụng, liều lượng 1kg TKSM2 trên 1.000m2 đến 2.000m2. Có thể trộn với phân hữu cơ, NPK hoặc pha nước tưới. Thời kỳ sử dụng hiệu quả nhất lúc làm đất và kết hợp các giai đoạn bón thuốc, lưu ý. Đối với cây lúa, ngâm hạt giống, hòa 1kg TKSM2, trộn đều cho 50kg đến 60kg hạt giống đã nảy mầm trước khi gieo xạ, nhúng mạ. Pha 1kg TKSM2 với 50 lít nước vào thau, nhúng đều gốc mạ vào dung dịch trước khi đem cấy, có thể kết hợp với TKS Nema xử lý tuyến trùng. Mọi chi tiết xin liên hệ website thuykimsinh.com, hotline 0286275296, Zalo 0963970770. Kính chúc quý bà con sức khỏe, canh tác tốt, an toàn hiệu quả và đạt năng suất cao.